Xin kính chào quý khán giả và bà con. Phương Hiếu hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Bác sĩ trực tuyến đã được phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đục thủy tinh thể là căn bệnh gây mù lòa phổ biến nhất trên thế giới. Có khoảng từ 25 đến 50 triệu người trên toàn cầu có thị lực dưới 1/20 do đục thủy tinh thể. Thưa quý vị, tỷ lệ mắc bệnh đục thủy tinh thể ở độ tuổi khác nhau, từ 55 đến 64 tuổi là 4,5% và từ 75 đến 84 tuổi tăng gần 46%. Thưa quý vị, tại Việt Nam thì theo Viện Mắt Trung ương, mù do đục thủy tinh thể chiếm 60% các loại mù, trong đó thì nữ đục thủy tinh thể hai mắt chiếm đến là 68,5% và nam là chiếm 59,3%. Thưa quý vị, xu hướng này ngày càng trẻ hóa và đang trở thành nỗi lo lớn trong cộng đồng. Và với chủ đề của chương trình Bác sĩ trực tuyến ngày hôm nay, ngăn chặn những biến chứng của bệnh đục thủy tinh thể, trong chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải đáp về chứng đục thủy tinh thể, đặc biệt là ở người trẻ. Và đồng thời, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách tốt nhất để cùng bảo vệ đôi mắt của mình, loại bỏ bệnh lý đục thủy tinh thể ra khỏi cuộc sống và giữ cho đôi mắt sáng hơn và khỏe hơn quý vị nha. Và thưa quý vị, chương trình Bác sĩ trực tuyến xin được cảm ơn Trung tâm Mắt Quốc tế VinEye đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay lúc này đây, số tổng đài quen thuộc của chương trình đã hiển thị trên màn hình rồi. Nếu quý vị khán giả nào có những thắc mắc về hiện tượng loạn thị nè, lóa mắt nè, mờ mắt, có chấm đen hay là mổ đục thủy tinh thể vân vân, quý vị đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay tới số tổng đài đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự tư vấn của bác sĩ đầu ngành quý vị nha. Và cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả và bà con vị chuyên gia sẽ đồng hành với chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu và chào đón bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Diệp Bảo Quỳnh đến từ Trung tâm Mắt Quốc tế VinEye. Xin chào Phương Hiếu, xin chào các khán giả đang xem đài. Đầu tiên là cảm ơn bác sĩ dành thời gian tham dự chương trình của ngày hôm nay. Và thưa bác sĩ, như thường lệ thì chương trình sẽ cùng bắt đầu với một câu chuyện, một phóng sự của nhân vật đã trăn trở về tình trạng đôi mắt gặp phải những trục trặc làm hạn chế tầm nhìn cũng như là quan sát của mình. Và cụ thể như thế nào, xin mời bác sĩ cùng với khán giả của chương trình cùng theo dõi phóng sự sau. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người. Bỗng một ngày, ánh sáng của cánh cửa ấy gặp rắc rối. Điều đó mang tới những nỗi lo sợ thấp thỏm không an. Hơn một tuần trước, tự dưng phát hiện ra mắt mình có biểu hiện lạ. Tròng đen trong mắt chuyển sang màu trắng đục, thì tôi hết sức lo sợ. Trong lòng chỉ nghĩ tới tình huống xấu nhất. Có khi nào mình sắp bị mù không? Nỗi lo ấy đeo bám, khiến chị Ngát ngày đêm bất an. Người sụt ký vì lo nghĩ quá nhiều. Người phụ nữ trẻ đang tràn đầy sức sống, có cuộc sống gia đình hạnh phúc, lại thu mình trong căn phòng nhỏ, luôn cau mày, nhíu mắt. Những sắc màu tươi tắn của đồ vật, hoa lá, cảnh sắc xung quanh bỗng trở nên pha trộn, khó phân biệt với nhau. Lúc nào cũng phải bật hết đèn, cần nhiều ánh sáng mới có thể nhìn rõ. Thì cứ cố gắng nhìn vật, đồ vật gì đó thì thấy ló mắt, mờ mờ như có xương văn chứ không có rõ đồ gì, chữ gì hay màu gì hết. Nhưng mà mắt không bị đau nhức khi nhấn vào và so vào vùng mắt, kiểm tra thì lại thấy bình thường. Trong lòng nghĩ, hay mình mắc bệnh hiểm nghèo rồi. Chỉ âm thầm khóc, không dám tâm sự với ai, sợ chồng con, ba mẹ, lo sợ. Thương xót mình nghĩ ngợi nhiều. Sau đó thì tôi đi kiểm tra thì được biết là bị đục thủy tinh thể. Mắc căn bệnh của người già khi còn trẻ, chị Ngát bị suy giảm thị lực, càng thêm nhạy cảm và tự ti hơn. Chị sợ giao tiếp với mọi người, sợ bị mọi người thấy đôi mắt mình ốm vì bệnh tật, sợ tình trạng diễn biến nặng hơn có thể lấy đi ánh sáng của cuộc đời. Tôi vốn cho rằng chỉ có người lớn tuổi bị lão hóa mới có thể gặp tình trạng đục tinh thể này. Không nghĩ rằng khi tôi tìm hiểu thì mới biết người trẻ có nguy cơ cao gặp phải bệnh lý này. Mà bệnh nặng hết sức nguy hiểm, có thể dẫn tới mù lòa. Không nhìn được nữa thì cuộc sống đâu có ý nghĩa gì. Sau những ngày mệt mỏi và buồn bã thì tôi cũng nghĩ kỹ, mọi thứ đều giải quyết được. Thời gian này tôi hạn chế dùng điện thoại, máy tính và đi ngủ sớm. Đồng thời tôi cũng mong bác sĩ trực tuyến sẽ cho tôi lời khuyên hữu ích để cải thiện sức khỏe đôi mắt của mình. Cảm ơn chị Ngát rất nhiều. Chị Ngát yên tâm nha. Những người thực hiện chương trình Bác sĩ trực tuyến sẽ luôn đồng hành cùng chị Ngát để có thể giúp chị Ngát cảm thấy an tâm hơn và tìm ra phương pháp nào đó phù hợp nhất để giải quyết vấn đề đục thủy tinh thể mà chị Ngát đang mắc phải. Cũng như quý vị khán giả nào đang gặp phải tình trạng tương tự chị Ngát thì cũng hãy cố định kênh truyền hình Vĩnh Long ngay lúc này để cùng chúng tôi đến với những tư vấn và giải đáp từ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn rất là nhiều. Còn bây giờ chúng tôi sẽ đến với phần kết nối trực tuyến bác sĩ trường quay cùng với chị Hồng Ngát. Xin mời bộ phận tín hiệu từ trường quay ạ. Xin chào chị Hồng Ngát.
Rất cảm ơn chị đã nhận lời tham gia kết nối trực tuyến cùng với chương trình ạ. Vâng, tôi cảm ơn chương trình đã dành thời gian tư vấn cho tôi về chứng bệnh đục thủy tinh thể. Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên. Bác sĩ của chương trình chắc chắn là sẵn sàng để có thể tư vấn, hỗ trợ chị vượt qua những trở ngại của căn bệnh đục thủy tinh thể rồi. Và ngay bây giờ, chị Hồng Ngát hãy tự tin ha, kể càng chi tiết càng tốt, cũng như đặt những câu hỏi dành cho bác sĩ của chương trình nhé. Xin chào bác sĩ, tôi chỉ nghĩ chỉ có người già khi cao tuổi mới bị bệnh đục thủy tinh thể này. Tôi rất sốc khi biết bản thân mình bị bệnh. Xin hỏi bác sĩ, tại sao căn bệnh này lại gặp kể cả người già và người trẻ như vậy? Cảm ơn chị Ngát đã đặt câu hỏi này cho bác sĩ. Chị Ngát đã bị bệnh đục thủy tinh thể. Thì trước hết là mình sẽ tìm hiểu đục thủy tinh thể là cái gì. Thì thủy tinh thể là một cái thấu kính trong suốt nằm trong mắt của mình. Trong suốt có nghĩa là từ lúc bé đến lúc lớn là mình đã có cái thủy tinh thể trong mắt và thấu kính trong suốt. Khi lớn tuổi thì cái thủy tinh thể này nó trở nên vẩn đục, thì gọi là hiện tượng đục thủy tinh thể. Thì thông thường thì đục thủy tinh thể chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, tức là người già. Tuy nhiên ở người trẻ, nguyên nhân đục thủy tinh thể nó cũng có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là rối loạn chuyển hóa. Rối loạn chuyển hóa là một số bệnh toàn thân, ví dụ như bị tiểu đường, bị những cái bệnh lý mà mình phải uống thuốc kéo dài. Nguyên nhân thứ hai là do môi trường sinh hoạt của mình, tức là mình sẽ sinh hoạt không để cho mắt nghỉ ngơi, hoặc là đi ra đường mà mình không có thói quen đeo kính râm để bảo vệ tia cực tím. Tại vì tia cực tím chiếu vào mắt á, thì sẽ gây đục thủy tinh thể sớm. Hoặc là sử dụng những chất kích thích giống như rượu, bia, thuốc lá trong vấn đề điều trị bệnh toàn thân kéo dài mà phải sử dụng những cái thuốc gây đục thủy tinh thể sớm. Nguyên nhân nữa là do chấn thương. Những cái chấn thương va đập vào mắt thì có thể gây đục thủy tinh thể. Và một nguyên nhân cuối, người ta cho rằng cũng có thể là ảnh hưởng gen để gây đục thủy tinh thể di truyền trong gia đình. Do đó khi mắt mình có dấu hiệu bệnh bất thường là mình phải đi thăm khám ngay để phát hiện ra sớm, là để bác sĩ sẽ có hướng điều trị kịp thời điểm và đúng phương pháp mổ. Việc thăm khám đục thủy tinh thể sớm là rất là quan trọng, bởi vì thủy tinh thể khi mà đục đến nhiều giai đoạn, phân nhiều độ khác nhau, mà để những cái giai đoạn 4 năm, độ 4 năm thì thủy tinh thể nó cứng, thì khi phẫu thuật sẽ xảy ra, có thể xảy ra biến chứng trong lúc phẫu thuật. Dạ, cho nên cái việc mà rõ ràng chúng ta phải đi thăm khám mắt thường xuyên là việc cực kỳ quan trọng. Mà người dân chúng ta, đặc biệt là bà con, đi khám thì khám nhiều lắm, nhưng mà quên khám mắt. Phải không ạ? Cứ khám về sức khỏe tổng quát, khám toàn thân, khám tim mạch, khám xương khớp là nhiều, mà quên khám đôi mắt, thưa quý vị. Mà rõ ràng nếu mà chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh mà đôi mắt chúng ta yếu không thấy gì hết thì rõ ràng cũng không có vui vẻ gì cả, và làm cho chất lượng cuộc sống suy giảm đi. Cho nên hãy dành thời gian khám mắt sớm nhất có thể, đặc biệt với những người có những dấu hiệu bệnh về đục thủy tinh thể thì chúng ta nên khám sớm để có các phương pháp điều trị phù hợp, phải không ạ? Dạ, chị Ngát ơi, còn câu hỏi nào khác nữa không ạ? Giờ việc nhà, việc cơ quan, con cái học hành đều gác lại nên tôi rất là buồn. Xin hỏi bác sĩ, căn bệnh này có bị mù lòa không? Có điều trị được không? Bệnh đục thủy tinh thể khi mà mình không phẫu thuật kịp thời thì nó sẽ để lại những cái biến chứng do đục thủy tinh thể. Biến chứng thứ nhất là khi thủy tinh thể chính phòng có thể vỡ ra, tăng nhãn áp, gọi là mình bị cườm nước đó, khi mình do bị đục thủy tinh thể chính. Cái thứ hai nữa là mình thường thấy nhất là thị lực nó giảm sút ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của mình thì gây nguy hiểm. Bệnh đục thủy tinh thể nếu không điều trị kịp thời sẽ gây mù lòa. Nếu thủy tinh thể đến khi mà chín phòng thì có thể gây vỡ, gây nên tăng nhãn áp, là một cái bệnh lý nguy hiểm. Bệnh đục thủy tinh thể có thể điều trị triệt để và điều trị đơn giản bằng một phương pháp phẫu thuật gọi là phẫu thuật Phaco. Phẫu thuật hiệu quả, nhanh chóng, an toàn và xuất viện về trong ngày. Khi bị đục thủy tinh thể thì cái phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco. Phương pháp Phaco là một phương pháp mình sẽ tạo một cái đường mổ nhỏ trên giác mạc của mình, sau đó mình dùng một cái sóng siêu âm tán nhuyễn cái thủy tinh thể và hút ra, và mình đặt lại đó một cái thấu kính nội nhãn. Cái thấu kính này mình đo dựa vào công suất của thủy tinh thể từng người một để mình đặt vào mắt, và sau đó là thời gian phẫu thuật khoảng tầm từ 5 đến 7 phút và xuất viện về trong ngày. Xin hỏi bác sĩ, phẫu thuật Phaco này có bị đau không? Mong bác sĩ tư vấn cụ thể cách điều trị để tôi thiện thể sắp xếp việc gia đình. Với phẫu thuật Phaco thì ngày nay thì phương pháp này là một cái phương pháp khá phổ biến, phẫu thuật nhẹ nhàng, cho nên bạn yên tâm là sẽ không đau. Bạn yên tâm là phẫu thuật Phaco là một phẫu thuật phổ biến,
với trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ có kinh nghiệm thì sẽ giúp cho bạn phẫu thuật đôi mắt nhanh nhất. Thời gian phẫu thuật khoảng tầm 5 cho đến 7 phút và phẫu thuật về trong ngày. Cái thủy tinh thể là mình sẽ phẫu thuật được cả tất cả những cái bệnh lý giống như là mình đang có, ngoài đục thủy tinh thể ra thì trên cơ địa của người mà đã có cận thị, loạn thị hay viễn thị đều có thể phẫu thuật được. Để cho việc phẫu thuật pha cô được diễn ra suôn sẻ thì bạn cần chuẩn bị trước một ngày ở nhà, là giống như là mình không được thức đêm, mình không được uống chất kích thích gì trước một đêm, gội đầu sạch sẽ, vệ sinh mặt sạch sẽ. Cái ngày đến phẫu thuật thì mình nhịn ăn sáng để được xét nghiệm máu. Thì quy trình để khám và mổ pha cô, phẫu thuật pha cô thì sẽ là khám mắt và đo công suất thủy tinh thể, siêu âm B, đo đếm tế bào nội mô giác mạc hoặc là làm một số việc cận lâm sàng khác để cho chuẩn bị. Và cái nữa là mình tư tưởng của mình an tâm để phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những thông tin này. Hy vọng rằng sẽ giúp cho chị Ngát sẽ yên tâm hơn trong việc tìm kiếm những nơi uy tín để chúng ta sẽ được thăm khám và hướng dẫn kỹ lưỡng hơn nữa, cũng như lựa chọn phương pháp pha cô với những đời máy và công nghệ máy hiện đại nhất sẽ giúp cho mình yên tâm giải quyết vấn đề đục thủy tinh thể chị Ngát nha. Bình tĩnh và tự tin chị Ngát ha. Chúc chị Ngát nhiều sức khỏe ạ. Và thưa quý vị, như vậy là bác sĩ cũng đã thông tin tới chị Ngát về cách chăm sóc cho đôi mắt của mình và những lưu ý khi mổ đục thủy tinh thể là như thế nào. Công nghệ hiện đại ngày nay thì cho chúng ta một cái cơ hội rất là lớn, đó chính là phục hồi lại thì giá rất là cao, còn rất an toàn thưa quý vị, nhanh chóng, không gây đau và không mất nhiều thời gian nữa. Mong rằng chị Ngát sẽ an tâm điều trị để sớm trở lại nhịp sống bình thường của mình, cũng như chăm sóc gia đình, làm việc và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày thật hạnh phúc. Còn bây giờ, chia tay với chị Ngát, chúng ta sẽ đến ngay với vị khán giả tiếp theo. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Xin chào bác sĩ. Tôi lúc này có tuổi rồi, mắt mũi thì kèm nhèm, chán lắm. Nhất là những lúc mà trời chập choạng tối á, là cứ trông gà hóa cuốc. May là phát hiện ra mình bị đục thủy tinh thể sớm. Bác sĩ cũng khuyên phẫu thuật pha cô. Vậy xin hỏi bác sĩ là sau khi phẫu thuật thì cần có những gì lưu ý để gia đình và tôi cần nắm bắt? Sau phẫu thuật xong mình sẽ có một số lưu ý như sau. Thì cái lưu ý đầu tiên là mắt mình sẽ cộm xốn, chảy nước mắt. Thì mình nên lấy gạt ẩm hoặc là khăn giấy mình chậm bên góc mắt và không được dụi tay lên mắt. Tầm khoảng từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì nó sẽ hết cái triệu chứng đấy. Mình sẽ được đeo cái kính bảo hộ 24/24 liên tục kể cả lúc ngủ. Khi mình nhỏ thuốc thì tránh đầu lọ thuốc chạm vào mi mắt của mình. Và sau mổ 1-2 ngày thì mắt mình sẽ có thể thấy chói sáng hoặc là thấy nhìn hình đôi, hình ba. Thì cái đó thì cũng có thể không có sao, hoặc là thấy những cái vết vẩn đục lơ lửng trước mắt thì cũng không sao. Khoảng 3-4 ngày thì thủy tinh thể và đồng tử nó co lại như cũ, là mắt mình sẽ thấy như bình thường. Đừng lo lắng những cái triệu chứng đấy. Cái nữa là cái vấn đề dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì mình ăn uống như bình thường, tránh những chất kích thích, tránh những chất rượu bia, cây, hoặc là cái môi trường mình làm việc thì không bụi bặm hoặc khói thuốc. Rồi về vấn đề nước vô mắt thì tuyệt đối không để nước vô mắt trong tuần lễ đầu tiên luôn. Còn cái việc mà đi bơi hoặc là trang điểm mắt cũng phải để một tháng. Còn sinh hoạt thể dục thể thao gì mà nặng thì phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Sử dụng thuốc thì theo toa thuốc của bác sĩ. Cái lịch tái khám của mình sẽ là một ngày, một tuần, thì một tháng. Thì riêng cái lịch một ngày một rất là quan trọng, mình nên đi thăm khám thì bác sĩ sẽ xem thử tình trạng mắt mình có viêm nhiễm hay không, có sạch hay không, thủy tinh thể nhân tạo đặt vô mắt có đúng vị trí hay không, để bác sĩ gia giảm thuốc cho phù hợp với mình. Nếu mắt mình có triệu chứng đỏ, nhức, bất thường thì mình phải đi thăm khám ngay hoặc gọi điện cho bác sĩ ngay. Trên đây là những lưu ý mà bác sĩ vừa nói, thì chúc bác đi phẫu thuật thuận lợi và chúc bác nhiều sức khỏe. Cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Rõ ràng là với những người lớn tuổi thì việc mà áp dụng một phương pháp nào đó sẽ khiến cho các bác, các cô, chú thường hay rất là lo lắng. Cho nên tư vấn càng cặn kẽ như vậy thì giúp cho mọi người yên tâm hơn để lựa chọn những nơi uy tín, từ đó mà đưa ra những cái phương pháp điều trị phù hợp với đôi mắt của mình. Và không biết là còn câu hỏi nào khác không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Tiện đây bác sĩ cho tôi được hỏi thêm một câu là có đứa cháu nó nhờ hỏi là làm sao để giới trẻ biết được là cái bệnh đục thủy tinh thể sớm. Xin bác sĩ tư vấn giùm. Câu này hay nè. Làm thế nào để người trẻ nhận biết sớm về căn bệnh đục thủy tinh thể thưa bác sĩ? Nhận biết sớm đục thủy tinh thể ở người trẻ, việc đầu tiên là mình phải đi thăm khám định kỳ, đo khúc xạ là
hoặc là khi khám mắt thì bác sĩ phải phát hiện. Cái đó là phần của khi mình đi thăm khám định kỳ. Nhưng mà phần của bệnh nhân thì mình sẽ biết được, ví dụ giống như mắt mình nó sẽ mờ. Cái mờ của đục thủy tinh thể là mờ dần dần ha, và mờ giống như qua một cái màn xương. Hoặc giai đoạn đầu thì các người trẻ sẽ nhìn thấy giống như là mờ rồi nhức mắt, rồi điều tiết quá mức thì gây chảy nước mắt. Khi người trẻ nhìn xa có thể thấy xuất hiện cái vấn đề nhìn thấy hình đôi hoặc hình ba. Cho nên khi thấy những biểu hiện này thì mình phải đi thăm khám ngay đến những cơ sở uy tín để được thăm khám và được tư vấn cụ thể. Tuy nhiên tôi vẫn khuyên mọi người nên đi thăm khám mắt định kỳ. Dưới 40 tuổi là một năm mình thăm khám 2 lần, trên 40 tuổi thì có thể một năm thăm khám 3 lần. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những chia sẻ cụ thể như thế này, cũng như những hướng dẫn để rõ ràng là việc bảo vệ đôi mắt của chúng ta là việc nên làm và chúng ta phải duy trì nó thường xuyên, chứ không phải là đợi đến khi có những cái biểu hiện khó chịu đó. Khi đi khám thì đôi khi hơi muộn đó quý vị ạ. Trong y khoa thì có những điều mà chúng ta cần lưu ý, đó chính là thời điểm vàng thì đôi mắt cũng vậy, cũng có những thời điểm vàng để chúng ta phải đi bảo quản đôi mắt, bảo trì đôi mắt. Không thể nào mà chúng ta cứ xài hoài mà không đi bảo trì thăm khám được. Cho nên vẫn nên duy trì khám định kỳ từ 2 đến 3 lần trong năm để bảo vệ đôi mắt, nhất là những trường hợp bị đục thủy tinh thể, quý vị và các bạn nha. Và thưa quý vị, nếu như trước đây đục thủy tinh thể thường xuất hiện nhiều ở người cao tuổi thì ngày nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Đục thủy tinh thể ở người trẻ hoàn toàn không thể chủ quan vì nguy cơ tiến triển bệnh thì rất là nhanh và làm suy giảm thị lực nghiêm trọng cũng như ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống nữa. Cho nên hy vọng với những tư vấn vừa rồi sẽ giúp cho vị khán giả của chúng ta hiểu hơn về cách điều trị bệnh đục thủy tinh thể, về phương pháp phaco cũng như những lưu ý để chúng ta bảo vệ đôi mắt của mình một cách tốt nhất ở cả người cao tuổi và người trẻ tuổi ạ. Còn bây giờ thưa quý vị, trong phần tiếp theo chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe câu hỏi của vị khán giả đến từ tỉnh Hậu Giang. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Chào bác sĩ. Tôi tưởng là tôi phải sống với bệnh cườm khô, mắt này, mắt hỏng sớm, nhìn cái gì cũng mờ hết, không thấy rõ. May tháng trước con tôi có tìm hiểu và cho đi phẫu thuật phaco, thì phẫu thuật không đầy 10 phút đã xong rồi. Thì hiện giờ mắt tôi đã cải thiện, nhờ bác sĩ hướng dẫn cho tôi cách phòng ngừa và có cần kiêng gì không để mắt tôi không bị tái lại và mắt khỏe hơn. Vâng, cảm ơn cô đã gửi thông tin tích cực về cho chương trình để cho thấy rằng là với những phẫu thuật mắt hiện đại ngày nay đã làm cho mình cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều. Dạ, mời bác sĩ tư vấn cho vị khán giả này ạ. Cảm ơn cái câu hỏi của vị khán giả này. Thì cũng nói cho vị khán giả này vui là biết phẫu thuật phaco trên mắt đục thủy thể là một phẫu thuật triệt để, không có tái lại. Cái việc chăm sóc mắt sau phẫu thuật phaco cũng thật là dễ dàng. Cái việc đầu tiên là mình sẽ chú ý chế độ sinh hoạt của mình. Thì chế độ sinh hoạt bao gồm có mình đi ra đường phải có thói quen là đeo kính râm, để vẫn đeo kính râm để bảo vệ mắt mình khỏi tia cực tím. Chế độ thứ hai, cái sinh hoạt thứ hai nữa là cái chế độ làm việc của mình. Chế độ làm việc mắt, làm việc bằng mắt xen kẽ với nghỉ ngơi. Rồi chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng thì ăn uống đầy đủ chất, tránh những cái chất kích thích. Thực ra những cái chất kích thích nó cũng không tốt cho cơ thể mình, chứ không phải riêng gì mắt. Thì ngoài cái đi thăm khám định kỳ của mắt ra, mình phải thăm khám định kỳ của bệnh toàn thân. Ví dụ giống như là bệnh tiểu đường đi, tiểu đường nó cũng gây tổn thương võng mạc, gây tổn thương mắt, cao huyết áp. Thì do đó mình phải kiểm soát những cái bệnh lý đó. Và chế độ ăn uống đương nhiên phải phù hợp những chế độ bệnh lý của mình đang có. Tôi nhớ rồi, bạn của tôi cũng bị cườm khô giống tôi mà cũng muốn đi mổ phaco, thì phải chuẩn bị trước những gì thưa bác sĩ? Để chuẩn bị cho việc mổ phaco được tốt thì cái ngày trước mổ, cái ngày mình đến mổ thì sau khi bác sĩ thăm khám xong lập hồ sơ cho mình không mà có chỉ định và chọn lựa thủy tinh thể phù hợp với mắt của mình theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên mà khi mà với những cái bệnh nhân mà đang sử dụng thuốc nội toàn thân của người ta thì vẫn tiếp tục sử dụng. Ngày tới mổ thì mình nhớ nhìn ăn sáng, nhìn ăn sáng để làm xét nghiệm máu, nhất là chuẩn bị tâm lý. Tâm lý thật là thoải mái, không có việc gì lo lắng, tại vì phẫu thuật này cũng nhanh chóng và phẫu thuật về trong ngày, cho nên là không có đau nữa, cho nên là mình an tâm. Hy vọng với những gợi ý của bác sĩ giúp cho những người bị đục thủy thể đến mổ phaco được diễn ra thuận lợi. Đục thủy tinh thể hay còn gọi là cườm hạc, cườm đá là một bệnh lý bẩm sinh hoặc thoái hóa do tuổi. Triệu chứng chính là nhìn mờ từ từ, không đau. Ngoài ra, bệnh lý này cũng là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu trên thế giới và cả Việt Nam.
Thông thường đục thủy tinh thể do tuổi già sẽ mất vài thập kỷ để thị lực suy giảm dẫn đến mù lòa. Theo thống kê mới nhất ở Mỹ thì có gần 20% số người từ 65 đến 74 tuổi bị đục thủy tinh thể gây cản trở thị lực. Gần 50% số người trên 75 tuổi bị đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khác như môi trường, lối sống, chế độ dinh dưỡng, di truyền, chấn thương khiến bệnh tiến triển nhanh hơn và có xu hướng trẻ hóa. Hiện số người trẻ mắc vấn đề này chiếm tỷ lệ khoảng 30% tổng số bệnh nhân. Việc chần chừ chưa đi thăm khám hay tiếp cận những phương pháp chữa trị chưa được kiểm chứng có thể làm cho quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn và làm tăng nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cũng như tâm lý của người bệnh. Thưa quý vị, khi những hình ảnh sắc nét mà mắt chúng ta nhìn thấy mỗi ngày dần dần bị thay thế bởi những hình ảnh lờ mờ, nhìn bị phủ một lớp màng xương thì đó là triệu chứng điển hình của căn bệnh đục thủy tinh thể. Thưa quý vị, nguyên nhân gây mất thị lực hàng đầu trên thế giới phải khẳng định lại là như vậy. Theo thống kê thì 70% người bị đục thủy tinh thể có độ tuổi từ 50 trở lên. Như vậy thì nguyên nhân lão hóa chiếm phần lớn ca bệnh đục thủy tinh thể. Thưa quý vị, đây cũng là đối tượng khó điều trị do tuổi cao và thể trạng yếu nữa. Cho nên mọi người cần biết để phòng tránh, và nhất là trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, lạm dụng các thiết bị công nghệ và chất kích thích gia tăng như là hiện nay, quý vị nha. Và do thời lượng của chương trình Bác sĩ trực tuyến tuần này đến đây đã khép lại với chủ đề ngăn chặn những biến chứng của bệnh đục thủy tinh thể. Nếu như quý vị khán giả nào còn bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến chủ đề của ngày hôm nay thì quý vị đừng quên hãy liên hệ ngay tổng đài đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn và giải đáp sớm nhất, quý vị nha. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Mắt Quốc tế VinEye đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và không quên gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Hoàng Diệp Bảo Quỳnh đã dành thời gian đến chương trình này để tư vấn cho khán giả những thông tin thật là lý thú và cũng như quan trọng thiết thân đến với sức khỏe. Và đến đây chương trình xin được phép khép lại. Phương Hiếu và bác sĩ Bảo Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả.